Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tới channel của mình nhé. Hôm nay mình chơi sáu tập game tổ hợp đây. Đầu tiên mình chơi game nào trước này? Rồi, mình sẽ vào game này nha. Ồ, dầu đang đâu nhỉ? Sẽ phải lên này lấy bên trong này có cất chứa cái này các bạn này, đó đây này. Và những hành tinh nhỏ rất ở trong đây hết luôn. Không biết chúng ta có thể là dừng được nó lại không nhỉ? Còn gì đây? Rồi, hiện tại mình cũng có một khẩu súng nữa rồi. Mình sẽ đi tìm ông lấy báo thù nhá. Không biết ông đang đâu nhỉ? No. Rồi mình chạy rồi thì ông lấy bắt á. Trong này còn có cục pin nữa này. Không mở được nhờ. Chúng ta sẽ chạy đi thôi. Mình xem còn pin nào nữa. Ồ, hết pin luôn đó. Oh yeah. Ồ, bị trắng ở đây luôn kìa. Súng của mình đâu mất rồi. Không gì có thể làm khó được mình luôn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua bên này này. Ôi, màu ngu người các bạn ạ. Bây giờ đứng đây rồi. Cái con luôn nối đẩy lên này. Ở đây. Hai một
rõ ra là nghe thấy nó ấy mà xong ấy nhỉ. Con bị la à? Thôi mình sẽ chuyển game khác đấy. Đây game sửa lên này nhá. Ai mà tớ game mạng dị quá. Bây giờ mình sẽ đi tìm mấy tấm bản đồ. Ồ, có vẻ là mình đã phát hiện ra cái thứ gì đó trong đây rồi. Rồi rồi. Một tấm bản đồ đầu tiên. Chúng ta sẽ đi nhá, đi tiếp theo thôi. Ồ, sao đời tìm thấy dễ thế nhỉ. Ồ, đây đây đây. Rồi, tấm bản đồ thứ 2. Ồ, chạy thôi. Mình sẽ theo qua đi. Ê, ngoài có gốc cây to chưa? Các bạn nhớ đăng ký subscribe để ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Oh yeah. Rồi, sắp chia là dễ dàng. Rồi, tầm thứ 3. Hy vọng ra đây là sẽ tìm được một tấm nữa nhé. Ồ, chỗ này cùn mất rồi. Ôi, ngoài này có một cái giếng này. Cái giếng này hay là cái cây nhỉ? Ờ, là một cái cây. Trong này có nhà cũng có gì nhỉ? Trong này cũng kịch luôn rồi. Ừ, rất là đen đủi. Không, không biết tấm. Ồ, rồi mình chạy ở giữa rồi. Sau mình sẽ chuyển qua Aiglin nhé. Aiglin 3 các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng xem bản trailer rồi này. I think you're confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, I'm gonna fry your brain with a shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot. The stupid boy. Have the guts to face me, huh? But you're not fast to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution. That open up and say, ah. Perfect landing. Done. Oh, it's very
tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you anyway. Now you're chubbed and clubby just like I like it. Mình sẽ đi ra ngoài giải cứu cho cậu bé nhé. Bây giờ mình sẽ tới metro này, chỗ này là chỗ trạm xe lửa. Nó đi đâu rồi nhỉ? Nó kẽ đi. Nó không phát hiện ra mình đâu. Mình lấy xe này hơn là lấy cái mũ đấy nhỉ. Cho tí mình đi đua xe nhé các bạn. Ôi giời, hết tới shopping này. Thank you.
còn mình 0,4 giây, 7,5 giây để đi thi, đi đua xe. Ôi giời ơi. Sao nó đứng ở trong đấy nhờ các bạn nhờ. Chẳng có đi, chẳng có đi. Ồ, khẩu súng này. Đấy, đấy, vừa nãy là một cái cách tung các bạn ạ. Đó, kìa lợi hại luôn. Rồi, chuyển qua game tiếp theo đây, Minion. Yeah!
gì chết luôn. Ủa, ít hai chuối kìa. Chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé. Đây game này. Ô mình sợ là kia ấy được không? Có vẻ chói nhỉ? Mình sẽ cho màn hình thấp xuống tí nhé. Rồi được lá chắn bảo vệ rồi. Quay. Ôi chiến thắng dễ nhỉ. Chuyển qua game khác nhá. Tom Hezo. Đây là game cuối cùng rồi. Lăn mọi thứ này. Thank you.
No. Rồi mình sẽ dừng clip ở đây, các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Bye bye các bạn và thank you các bạn rất là nhiều luôn.